Xin chào các bạn quay trở lại kênh của mình trong hôm nay. Nếu các bạn muốn, khi các bạn đang sinh tồn chẳng hạn, mà các bạn muốn trồng lúa, mà các bạn muốn cây lúa của mình chín nhanh ấy, thì các bạn phải cần có bột nhìn đúng không? Mà các bạn không biết chế có bột nhìn nào ấy, thì ok, bây giờ này mình sẽ dẫn các bạn chế có bột nhìn nha. Đầu tiên các bạn chuẩn bị một cái dương này, cái dương này làm từ 16 cái lúa mạch, 16 lúa mạch cho chín nha. Một cái than và một quả bí ngô. Gỗ nha, gỗ thì các bạn chế cái này mình chế các bạn chế tạo đây. Sau đây các bạn chế cái này, cái bí ngô vuông này cho mình. Sau các bạn chế xong rồi, các bạn lại chế tiếp dùng một chiếc ke này. Sau đó các bạn chế 4 cái hàng gỗ nha. Rồi sau đó các bạn chế thêm một cái bó rơm đó. Đấy, đây là những dụng cụ mà mình sẽ cất bớt những đồ không cần thiết. Sẽ cất mấy cái gỗ đi nha, cần ba cái que thôi. Đầu tiên các bạn sẽ làm sao cho mình làm tạo bột nhìn nha. Các bạn sẽ đặt một cái cuốn vào đây đi. Các bạn sẽ đặt một cái dưới này, các bạn đặt cái dương vào đây, các bạn đặt hai gỗ bên cạnh nha. Sau đây các bạn sẽ đặt lên đây rồi. Đấy, các bạn nhìn rồi. Đây không có gì các bạn, bên giúp lúa sẽ ra nhanh chín mau hơn nha. Ok, thì video của mình đã kết thúc rồi. Nếu mà cảm thấy hay thì quên lại cho mình một like, chia sẻ, ủng hộ kênh giúp nhiều mình được nhiều cái hơn các bạn nhé. Ok, các bạn xem, bye.